Xin chào các bạn, Mai Thắng sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm của Vitalite. Đó chính là nước giặt cao cấp 3,2 cân. Với cái sản phẩm này thì đây là một trong những cái sản phẩm về nước giặt của bên mình. Và ngoài ra thì bên mình còn rất nhiều các loại nước giặt khác. Loại này thì là an toàn sinh học, giúp cho bảo vệ môi trường, cũng như là không có ảnh hưởng đến con người. Đây là một cái sản phẩm mà nó hướng đến cái sự an toàn và sạch sẽ, cũng như là cái chất lượng của nó sẽ được rất là đảm bảo, và cái độ đậm đặc của nó rất là cao theo cái công nghệ của Đức nhé cả nhà nhé. Cả nhà hãy tìm cái sản phẩm này và mua nó và feedback lại cho Thắng nhé. Giới thiệu cả nhà, đây là cái sản phẩm tẩy toilet của thương hiệu Vitalite. Cái sản phẩm này thì nó khác với những cái sản phẩm về hóa học rất là nhiều. Đó là nó giúp cho mình an toàn hơn. Mọi người dùng những cái sản phẩm hóa học đúng không ạ? Thường thường là cái mùi hóa học nó bay lên nó rất là kinh. Nhưng mà với sản phẩm này thì các bạn có đổ ra tay cũng không có ảnh hưởng gì đến da tay cả. Nó rất an toàn và nó thân thiện với môi trường. Sử dụng cái công nghệ enzyme và nó làm sạch gấp 10 lần so với cả những cái sản phẩm thông thường. Các bạn ví như là những cái vết bẩn cứng đầu, các bạn hãy để tầm khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó là lau rửa lại với cả nước thì nó rất là sạch nha cả nhà nhé. Còn ngoài ra nữa, những cái vết bẩn bình thường thì anh chị em chỉ cần là tầm khoảng 1 phút đến 2 phút thôi và chúng ta lau đi và rất là sạch sẽ. Thắng sẽ giới thiệu các bạn, đây là sản phẩm dầu gội đầu của Vitalite. Nó là một sản phẩm dầu gội đầu, nó là dưỡng sinh. Nó giúp cho mình ngoài cái việc đó là gội đầu ra thì nó còn giúp cho chúng ta thư giãn, cũng như giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái khi gội cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này á, bên mình thì dùng 100% công nghệ sinh học nên nó rất an toàn cho da đầu, cũng như là nó giúp cho mượt tóc, rất là mượt tóc. Và gần như là chúng ta không cần dùng dầu xả mà nó vẫn có thể mượt tóc được. Đó, với sản phẩm này. Giới thiệu với cả nhà, đây là sản phẩm xả vải khô. Xả vải khô này á, thì nó có cái hương như mùi nước hoa. Nó giúp cho chúng ta lúc nào cũng thơm lâu hơn khi đi ra ngoài, hay là những cái quần áo của chúng ta, nhất là mùa đông này, nó bị ẩm mốc ấy. Thì cái sản phẩm này nó luôn luôn lưu hương ở trong cơ thể của mình, và cũng như quần áo của mình ấy, nó lúc nào giúp cho mình tỏa ra một mùi hương rất là thơm và lưu hương trên quần áo rất là lâu. Và cái sản phẩm này dùng rất là tiết kiệm. Đấy, và cái sản phẩm này á, nó là một trong những cái sản phẩm best seller và bán trong cái mùa đông này rất là tốt nha cả nhà nhá. Giới thiệu cả nhà, đây là tẩy đa năng. Cái sản phẩm tẩy đa năng này nó không những làm sạch mà nó còn giúp cho chúng ta cọ rửa bất cứ một bề mặt nào. Ví như là ở chúng ta hay cọ nồi đấy ạ, cọ đít nồi thì chúng ta cũng vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm này, hay là lau bếp này, lau bàn ăn này, lau bất cứ một cái vết bẩn nào thì chúng ta chỉ cần xịt cái này thôi. Những cái vết bẩn cứng đầu thì chúng ta sẽ để lâu hơn, tầm khoảng 15 đến 20 phút. Nhưng với những cái vết bẩn bình thường thì chúng ta chỉ cần là để tầm khoảng 1-2 phút chúng ta lau đi. Đó, rất là sạch sẽ đấy cả nhà nhá. Bên mình thì có rất nhiều sản phẩm nên anh chị em cứ vào đây và lựa chọn, Thắng sẽ liên tục review cho các bạn nhá. Giới thiệu với cả nhà, đây là sản phẩm viên giặt cao cấp. Trong cái viên giặt này nó có 25 viên nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Chúng ta không cần phải là cho vào trong cái chỗ khu vực để nước giặt nữa, mà vứt trực tiếp vào quần áo đấy cả nhà nhá. Một viên này được tầm khoảng 7 cân và nó giúp cho lưu hương rất là lâu. Với cái độ đậm đặc của cái viên này nó rất là tốt. Nhưng là Thắng thì hay dùng cái sản phẩm viên giặt này cộng với cả nước giặt chung với nhau thì nó ra một cái hiệu quả rất là cao. Đó, đây là sản phẩm viên giặt cao cấp cả nhà nhá. Đó, rất là đẹp. Đây là sản phẩm nước rửa chén đậm đặc. Cái độ đậm đặc của nó rất là cao và nó giúp cho cái việc tạo bọt cũng tốt hơn rất là nhiều. Và cái sản phẩm này ở trên thị trường thì giá thành nó rất là cạnh tranh, và thứ hai dùng nó rất là tiết kiệm. Đó, và đây là cái chai của nó. Các bạn nhìn thấy ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Đây là sản phẩm nước rửa chén cả nhà nhá. Giới thiệu cả nhà, đây là cái sản phẩm nước rửa tay, nó dạng gel nhé cả nhà nhé. Cái này á, nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ da tay, cũng như là nó làm sạch theo cái công nghệ sinh học. Và đây là một cái chai này, nó có trọng lượng là 500g, là dùng rất là tiết kiệm. Đấy, và đây là một trong những cái combo mà không thể thiếu trong gia đình của mình nhé các bạn nhé. Đó, nước rửa tay. Giới thiệu với các bạn, đây là hai cái dòng sản phẩm nước hoa của nhà mình. Và đây là nước hoa này là chiết ra 10ml để các bạn có thể tiện mang đi, cầm trong túi sách cũng như là cầm đi khắp nơi. Và cái loại này là hiện giờ là loại Bleach và loại Eprin, là một trong những hai loại mà bên mình đã lựa chọn và cũng như chắt lọc rất là kỹ rồi.
Và dòng sản phẩm Bleed và Imprint đều có lưu hương đến 24 giờ trở lên. Đấy, và lưu hương trên quần áo thì nó sẽ lâu hơn. Và cái sản phẩm này thì luôn luôn ở bên người mình và lúc nào cũng thơm và lúc nào cũng giúp cho chúng ta tự tin hơn để đi ra ngoài gặp các đối tác như cả nhà nhá. Đó, sản phẩm Bleed này thì là unisex, nghĩa là chúng ta dùng cho cả nam cả nữ được. Còn dòng Imprint này thì sẽ thiên hướng về men hơn. Đó, các bạn nam muốn mạnh mẽ, muốn có một cái sản phẩm mà lúc nào cũng tự tin đi ra ngoài thì đây là một cái sản phẩm mà rất là tuyệt vời cho các bạn nhé. Đó, đây là Imprint. Và đây là Bleed như cả nhà nhé. Ok.